Hai, xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử đưa cái ảnh chụp động lên trên Facebook. Thì một số bạn thì cũng thắc mắc không biết cách nào để đưa ảnh chụp lên trên Facebook. Thì ở đây chúng ta sẽ cần có một cái link để chứa cái hình chụp động của chúng ta. Chúng ta sẽ copy cái link này và chúng ta sẽ vào Facebook. Chúng ta lên trên dòng trạng thái, chúng ta dán cái link này vào và chúng ta sẽ đợi Facebook cập nhật cái hình chúng ta là chúng ta thành công, và sau đó chúng ta sẽ xóa cái link này đi và chúng ta sẽ biết status của chúng ta. Ví dụ ha, xóa cái link lúc nãy đi, chúng ta sẽ gõ status của chúng ta vào và chúng ta sẽ đăng lên. Đó là chúng ta đã vừa thành công một cái bước đơn giản ha. Chúng ta chỉ cần copy cái link này và chúng ta vào trạng thái của Facebook của chúng ta, chúng ta dán vào, sau đó chúng ta sẽ xóa cái link đó đi, không cần thiết để cái link đó nữa, và chúng ta cập nhật status của chúng ta vào và chúng ta đã đưa một cái ảnh chụp động dễ dàng lên trên Facebook của chúng ta.